Tận dụng các nguồn phụ phẩm nông nghiệp, hợp tác xã Thuận Phát ở huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn đã phát triển nghề trồng nấm rơm và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trên diện tích hơn 650 m2, hợp tác xã đang canh tác và sản xuất nấm rơm trong nhà theo quy trình Việt Gáp. Để làm ra sản phẩm nấm rơm sạch, hợp tác xã luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất sạch, an toàn từ khâu đầu vào là phôi nấm đến cách chăm sóc sử dụng nước tưới, vệ sinh nhà nấm, tuyệt đối không sử dụng chất kích thích tăng trưởng nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Hiện sản phẩm nấm của hợp tác xã đã được cấp chứng nhận ô cốp 3 sao. Trung bình một tuần, hợp tác xã thu hoạch khoảng 400 kg nấm rơm với giá bán ra thị trường là 140.000 đồng một kg.